Hà Nội triệu tập Phạm Đoan Trang. Cuối cùng thì mắt xích quan trọng nhất trong vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn với âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cũng đã được chạm đến, Phạm Đoan Trang, một cựu phóng viên của báo Tuổi Trẻ, nổi tiếng với các hoạt động dưới mác dân chủ, nhân quyền, môi trường, là thành viên của hội anh em dân chủ và cũng nổi tiếng với các hoạt động dính líu đến cánh tay nối dài của Việt Tân là Voi, đã bị an ninh điều tra công an Hà Nội triệu tập. Facebooker Lê Mỹ Hạnh cho hay, sáng nay, ngày nhà báo Phạm Đoan Trang đang làm việc tại phòng an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội số 89 Trần Hưng Đạo. Trong một động thái khác, Facebooker Vũ Huy Hoàng cũng phát đi thông báo như một lời kêu gọi cầu cứu, Đoan Trang đã về và đang bị giam lỏng tại nhà, toàn bộ máy móc và điện thoại bị thu giữ. Trước đó, Trương Văn Dũng đầu bò, Nguyễn Văn Đề và Phan Văn Phong cũng đã bị triệu tập với nội dung liên quan đến vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của Nguyễn Văn Đài. Điều trùng hợp là ở đây là cả Đoan Trang và ba người trước đó đều là thành viên của hội anh em dân chủ. Đó cũng chính là mối liên hệ với vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sắp được đưa ra xét xử. Hiện chưa rõ nội dung mà công an Hà Nội làm việc với Đoan Trang là gì. Song người viết chắc chắn rằng có liên quan đến Nguyễn Văn Đài và hội anh em dân chủ. Theo một nguồn tin, kết thúc buổi làm việc đầu tiên tại số 89 Trần Hưng Đạo, công an Hà Nội đã thu giữ điện thoại, máy tính của Phạm Đoan Trang. Và tất nhiên họ sẽ tiếp tục khai thác các nội dung từ máy tính của cô này để làm căn cứ xử lý tiếp trước pháp luật. Sau khi được về nhà, Đoan Trang chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào về vụ việc, nhưng đồng đảng của thị và đám dân chủ cùi đã bắt đầu lên tiếng. Cho tới giờ phút này, Đoan Trang chưa bị bắt, nhưng kết quả của việc khai thác các thông tin từ máy tính, điện thoại cá nhân sẽ có thể củng cố thêm cơ sở pháp lý cho việc phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt Đoan Trang theo quy định của pháp luật. Khi đó, số phận của họ anh em dân chủ sẽ được định đoạt.